diệt Long Đế chương 3147, chúng ta đầu hàng. Tốc độ U Linh Vương quá nhanh, nháy mắt đã vọt đi qua, lợi trảo tàn nhẫn chọc vào trên cổ người này. Trắc Một cái đầu bay lên, không ngờ hai võ giả tứ kiếp đã bị tiêu diệt trong nháy mắt, chuyện này làm cho mấy ngàn võ giả trên núi đều có chút ngơ ngác. Hai người này chính là ngũ thống lĩnh và lục thống lĩnh của bọn họ, là võ giả tứ kiếp, thế nhưng nháy mắt đã bị đánh chết. Oanh, đột nhiên một tòa lâu đài nứt vỡ tiếp theo có bốn tên võ giả từ bên trong bắn ra khí tức trên thân thể bốn người như long sát khí cuồn cuộn trong tay bốn người đều xuất hiện binh khí sát khí khủng bố kia khiến cả đám thủ hạ đều run sợ trong lòng ông 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 thời điểm bốn người vừa mới lao tới lục ly cũng đồng thời động hơn một trăm đầu phong ma thú trong thiên ly châu xuất hiện hơn nửa lập tức công kích một nửa phong ma thú phóng thích thần thông phong hệ độc giác một nửa phong ma thú còn lại sáng lên khi bốn người xông lên trời cao gió từ bốn phương tám hướng cũng cuồn cuộn về phía bốn người lực trói buộc cường đại cuốn lấy bốn người không tốt bốn người nhìn thấy độc giác trên đầu phong ma thú sáng lên thì sắc mặt tất cả đại biến bọn họ đều biết phong ma thú cũng nghe nói qua sự tình có một vị lĩnh chủ lấy phong ma thú làm thú kéo xe bọn họ ngàn lần không nghĩ tới lục ly lại có nhiều phong ma thú như vậy cột sáng trên đầu những con phong ma thú kia truyền đến hơi thở quá khủng bố, linh hồn bốn người đều đang run rẩy. Ông Bốn người gần như không có do dự, bọn họ bị phong trói buộc, tốc độ giảm đi, muốn chạy trốn khẳng định là trốn không thoát, cho nên chỉ có thể nghĩ mọi cách phòng ngự. Trong tay lão giả khô gầy cường đại nhất xuất hiện một tấm trắng màu đen, lão giả bên trái cũng lấy ra một tấm trắng màu vàng, hai võ giả bên phải phân biệt phóng thích ra một màn hào quang. Hô hô hô, Mấy chục cục sáng bay đi, không ngừng đánh lên người bọn họ, quan thuẫn của hai người kia lập tức vỡ vụn, tấm trắng màu vàng của người thứ ba cũng nứt vỡ, chỉ có tấm trắng màu đen của lão giả khô gầy là không bị phá. Ầm ầm ầm. Ba võ giả tứ kiếp bị cục sáng không ngừng đánh trúng, rất nhanh thân thể đã xuất hiện một đám huyết động, độc giác của một đám phong ma thú khác sáng lên, ánh mắt ba tên võ giả tứ kiếp kia lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hít. Vô số võ giả hít hà một hơi trơ mắt nhìn nhị thống lĩnh, tam thống lĩnh, tứ thống lĩnh của bọn họ chết đi, chỉ còn lại lão đại của bọn họ là vẫn đang đau khổ chống đỡ. Ban đầu rất nhiều người còn nghĩ, không ngờ một tên võ giả nhị kiếp nho nhỏ lại dám chủ động tới khiêu khích Kình Thiên quân đoàn bọn họ, chuyện này không phải là tự tìm chết sao? Hiện tại lại phát hiện không ngờ tên tiểu võ giả này là siêu cấp cường giả, mấy vị thống lĩnh tứ kiếp đều bị giết rất nhanh. Cái tấm trắng này là bảo vật Lục Ly nhìn thấy không ngờ tấm chắn kia vẫn chưa bị phá, hai mắt hắn hơi chuyển, để phong ma thú ngừng phóng thích cột sáng, mà phóng thích thần thông phong hệ cuốn lấy kình thiên. Hư! U Linh Vương và quỷ ảnh vọt qua, quỷ ảnh dũng mãnh lao vào trong não hải người này, U Linh Vương bắt đầu công kích. Kình thiên thu tấm chắn lại, lấy ra một thanh chiến đao chém giết cùng U Linh Vương. Ông! Ai ngờ U Linh Vương vừa mới giao chiến cùng hắn, phong ma thú bên này lại phóng thích cột sáng công kích lần nữa trên mặt kình thiên đầy vẻ kinh ngạc lục ly không sợ cũng giết chết u linh vương sao lục ly biết rõ phòng ngự của u linh vương phong ma thú không giết chết được u linh vương chỉ cần u linh vương không chết trọng thương thế nào cũng có thể khôi phục rất nhanh xong rồi đột nhiên kình thiên phát hiện yêu hồn trong linh hồn hắn dường như có chút không chống đỡ được hắn sợ tới mức linh hồn thiếu chút nữa xuất kiếu Hiện tại Lục Ly tiến công ba mặt, sợ là hắn rất khó chống đỡ được, hôm nay sẽ phải chết ở này. Phanh. Một lát sau, thi thể Kình Thiên vô lực rơi xuống. Mấy ngàn võ giả còn lại ngơ ngác, tất cả thủ lĩnh đều đã chết, bọn họ lấy cái gì để chống lại Lục Ly đây? Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Một người trầm hống lên, những người còn lại dồn dập tỉnh ngộ, tất cả quỳ trên mặt đất. Người này đánh chết toàn bộ thống lĩnh là muốn thu phục bọn họ trở thành tân lão đại của quân đoàn sao võ giả lưu phỉ đoàn gần như không quá nhiều sự trung thành bản thân chính là lưu phỉ hôm nay ở cái quân đoàn này có lẽ ngày mai đã đi đến một cái quân đoàn khác lão đại cũng không ngừng đổi ai mạnh thì nhận người đó làm lão đại ngày nào đó lão đại bị xử lý vậy đổi lão đại khác nếu lão đại đối với bọn họ không tốt hoặc là đi theo lão đại này không có tiền đồ bọn họ cũng rất nhanh đổi một cái lão đại mới không phải kình thiên cũng là người tới sau sao xử lý lão đại ban đầu hắn trở thành tân thống lĩnh hiện tại lục ly xử lý kình thiên tự nhiên bọn họ muốn đi theo lục ly lăn lộn đầu hàng lục ly biểu môi hắn không thèm làm lão đại hắn chỉ tới cướp bóc mà thôi làm lão đại có ý tứ gì mang theo một đám người giá áo túi cơm mỗi ngày đi làm chuyện thương thiên hại lý sao cho nên hắn liếc mắt nhìn tất cả mọi người một cái trầm quát ta không cần các ngươi quy phục, lấy toàn bộ không gian giới của các ngươi giao ra đây, nếu không. Chết! Không gian giới! Đám người phía dưới liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh đã hiểu ra, bọn họ phát hiện hình như kẻ thần bí này muốn đánh cướp bọn họ thì phải. Bọn họ là lưu phỉ, hơn nữa còn là một cái lưu phỉ đoàn tương đối cường đại ở phong vân Sơn Mạch, vậy mà hôm nay lại bị một người giết tới cửa đánh cướp sao? Chiến lực lục ly cường đại như vậy, một người có thể xử lý tất cả thủ lĩnh đại nhân vật như vậy lại muốn đánh cướp ư không phải đại nhân vật không thiếu thần thạch bảo vật sao sao có thể làm sự tình mất mặt như vậy bọn họ đều là tiểu nhân vật trên người cũng không có quá nhiều bảo vật và thần thạch linh tinh không ngờ lục ly cũng không buông tha cho bọn họ hắn còn là người sao hô hô thân hình lục ly lóe lên thu hết không gian giới binh khí và mấy thứ linh tinh của đám người kình thiên lại hắn thấy có hai cái không gian giới đã bị hủy, thì âm thầm nói đáng tiếc. Sau khi thu hồi, hắn nhìn lướt lại đây, thấy không ai phối hợp, lập tức nổi giận. Vô số hư không trùng bay đi, bao phủ hơn trăm người. Những người đó đều là võ giả tam kiếp, căn bản không ngăn được hư không trùng, thoáng cái đã quay cùng trên mặt đất, rất nhiều người lập tức bị gặm chết. Trốn. Những người còn lại bị dọa cho choáng váng, có người bay lên trời bỏ chạy về nơi xa, lục ly vất phất, phất tay, phong ma thú bắn ra cột sáng mười mấy người chạy trốn kia lập tức bị xuyên thủng biến thành thịt nát bay đầy trời rất nhiều người còn dư lại muốn chạy trốn nhưng cuối cùng vẫn không dám làm sằng làm bậy nhiều phong ma thú như vậy trừ phi toàn bộ người cùng nhau chạy trốn có lẽ còn có người có thể nhân lúc hỗn loạn chạy trốn nhưng ai dám làm chim đầu đàn mười mấy người kia chính là tấm gương đại nhân đây là không gian giới của ta đừng giết ta rốt cuộc cũng có người sợ hắn lấy ra không gian giới của chính mình chủ động ném lên mặt đất trước mặt trong không gian giới có bảo tàng cả đời của hắn nhưng không còn mệnh thì bảo vật cũng là của người khác giữ được núi xanh sợ gì không có củi đốt về sau lại đi cướp là được có người đi đầu sự tình còn lại liền dễ làm không ngừng có người lấy ra không gian giới đương nhiên cũng có người trộn làm động tác nhỏ lấy ra một cái không gian giới khác hơn nữa nhanh chóng nuốt không gian giới vào miệng những người đã lấy không gian giới ra đứng sang bên trái lục ly vung tay lên mười mấy người lấy không gian giới ra lập tức tràn đầy vui sướng đi sang bãi đất trống bên trái ánh mắt lục ly chuyển sang những người còn lại đám người lập tức thành thành thật thật lấy không gian giới ra ném trên mặt đất ngươi chờ đã có một tên tam kiếp đỉnh phong phong ném không gian giới ra xong lục ly mở miệng nói nôn không gian giới trong bụng ra không nôn ra ta sẽ giúp ngươi móc ra mặt người nọ lập tức trở nên tái nhợt nhìn thấy lục ly đằng đằng sát khí thân thể hắn liền run rẩy cuối cùng dùng thần lực ép ra tiếp theo lộ vẻ buồn rầu đi tới khu đất trống bên trái trong lúc mọi người ném không gian giới ra có rất nhiều người sử dụng các loại động tác nhỏ nhưng giờ phút này lục ly thúc giục đại đạo chi ngân nên có thể cảm ứng rất rõ ràng các loại tình huống không gian xung quanh đều bị hắn thống chế bất cứ ai có động tác nhỏ đều rất khó thoát khỏi sự theo dõi của hắn đương nhiên cũng có người thành công có mấy người có không gian thần khí đặc thù những cái không gian thần khí đó hoàn toàn không giống như là không gian thần khí mà như là một sợi lông dáng ở trên người lục ly cũng cảm ứng không được lục ly cũng không thèm để ý những thứ đó có thể né qua sự tra xét của hắn đó chính là trâu bò bảo vật trên người những tiểu võ giả này cũng không ít lục ly lười đi truy cứu rất nhanh mọi người đều ném không gian giới ra tình thế người ta mạnh hơn mình không lấy ra chỉ có đường chết nếu chết thì cái gì cũng không có hưu lục ly bay xuống thu hồi không gian giới của mọi người mọi người giỏi mắt nhìn theo rất nhiều người đau xót không thôi nhiều năm tích lũy tất cả đều dùng mệnh đổi lấy hiện tại tất cả đều biến thành của lục ly giống như hài tử nhà mình nuôi lớn bị người lấy đi vậy lục ly thu hồi không gian giới xong vốn định đi nhưng hắn trầm ngâm một lát cảm thấy nếu vào được vậy làm thêm vài cái cũng được hình như gần đây còn một cái đại quân đoàn thì phải. Hắn nhìn đám người phía dưới vài lần, đột nhiên có một cái chủ ý, hắn nói. Ta chuẩn bị đi cướp thái thiên quân đoàn, các ngươi có bằng lòng đi theo ta hay không? Cường giả nơi đó để ta ứng phó, võ giả bình thường giao cho các ngươi, đồ vật cướp bóc được, đều là của các ngươi. Hả? Mấy ngàn người phía dưới nhìn nhau, lục ly vừa mới cướp sạch của bọn họ, lại muốn cướp sạch một cái đại quân đoàn khác hơn nữa còn mang theo bọn họ cùng đi. Chuyện này làm cho mọi người cảm thấy thật buồn cười. Có người đánh bọn họ một cái tát, sau đó nói các ngươi đi theo ta, ta mang ngươi đi bắt nạt người khác. Thế nhưng có rất nhiều người sau khi trầm tư một lát, vẫn quyết định đi theo lục ly làm một vố, bởi vì hiện tại bọn họ đã nghèo rớt, đi theo cây đại thụ như lục ly cũng tốt, nói không chừng những thứ mất đi sẽ nhanh trở lại. Bọn họ biết thái thiên quân đoàn, đó là thế lực không kém bọn họ lắm, có tổng cộng 4 vị thủ lĩnh, dưới tình huống bình thường còn không bằng mấy người kình thiên, khẳng định không phải đối thủ của Lục Ly. Theo Lục Ly giết qua, nguy hiểm không quá lớn, rất nhanh những thứ mất đi sẽ mau chóng trở về, đáng giá làm một lần. Quan trọng nhất là, nếu bọn họ nói không, không biết có bị Lục Ly lập tức chém giết hay không. Thực ra rất nhiều người đều biết rõ, Lục Ly mang theo bọn họ đi qua là muốn bọn họ yểm hộ. Sau đó đột nhiên hắn giết ra, giết cho kẻ địch không kịp trở tay dựa vào vài tên tiểu nhân nhỏ bé giết chết mấy tên võ giả tứ kiếp của thái thiên quân đoàn nói cách khác thật ra bọn họ chỉ là pháo hôi là tấm mộc trong tình huống bình thường pháo hôi đều chết rất thảm tuy có lục ly ở đây thắng lợi là chuyện không thành vấn đề nhưng không ai có thể xác định được lần này đi qua có chết hay không như thế nào đều không vui sao lục ly thấy không ai lên tiếng ánh mắt liền trở nên lạnh lùng Đám người phía dưới lập tức bị dọa sợ, liên tục gật đầu, dùng dập hưởng ứng. Lục Ly vừa lòng vất tay nói: "Đi thôi, tất cả cùng xuất phát, làm xong vụ này, chúng ta đừng ai nấy đi, các ngươi đi đường của các ngươi." Vù vù. Đám người bay lên trời, bay về phía tây bắc, nhiều người như vậy không cần che giấu hành tung, hơn nữa cũng không che giấu được, chỉ có thể cường công. Lục Ly thu hồi hư không trùng phong ma thú U Linh Vương, nhảy vào bên trong đại quân ngụy trang thành một tên tiểu binh võ giả ở xung quanh hắn lập tức cảm thấy áp lực thật lớn thỉnh thoảng liếc mắt nhìn lục ly một cái thấy ánh mắt hắn giống như ma quỷ đừng nhìn ta cứ coi ta như một quân sĩ bình thường nếu còn nhìn ta sẽ móc tròng mắt các ngươi sắc mặt lục ly trầm xuống thỉnh thoảng đám người lại nhìn hắn nói không chừng đến lúc đó cường giả bên phía địch nhân sẽ lập tức khóa chặt hắn đám người xung quanh không dám nhìn nhiều mấy ngàn người cuồn cuộn bay đi rất nhanh liền biến mất ở trong bóng đêm. Mấy ngàn người bay tới, thanh thế quá to lớn, căn bản không có khả năng giấu giếm, mấy tiểu quân đoàn ở gần đó lập tức sợ tới mức trung bần bật, cho rằng kình thiên quân đoàn muốn tiêu diệt bọn họ. Sau khi phát hiện kình thiên quân đoàn bay về phía thái thiên quân đoàn, tất cả mọi người đều rất yên tâm và cũng rất tò mò. Kình thiên quân đoàn muốn đánh nhau với thái thiên quân đoàn sao? Đánh nhau thì đánh nhau, vì sao chỉ có võ giả tam kiếp xúc động, không thấy một vị thống lĩnh tứ kiếp nào. đám người kình thiên không động, mấy ngàn người này đi qua để chịu chết sao? thám báo của các tiểu thế lực gần đó xúc động, âm thầm đi theo sau, muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. dù sao hai đại thế lực này đều là thế lực lớn, bọn họ đánh nhau, rất dễ ảnh hưởng tới thế cục toàn bộ phong vân sơn mạch. dần dần tin tức nhanh chóng truyền ra, mười mấy thế lực ở gần đó đều bị kinh động, tất cả đều phái thám báo bay về phía thái thiên quân đoàn lục ly đang nghe truyện trên tv audio cv có thể cảm ứng được sự tồn tại của những thám báo đó hắn không động thủ tiêu diệt hắn biết đây là sự tình không có biện pháp nhiều người hành động như vậy không có khả năng che giấu hành tung trừ phi hắn động thủ quét sạch các tiểu thế lực ở xung quanh nhưng làm như thế sẽ hao phí rất nhiều thời gian đến lúc đó thế cục sẽ không thể khống chế được phi hành hơn hai canh giờ rốt cuộc đại quân cũng đến gần thái thiên quân đoàn thái thiên quân đoàn đã sớm thu được tin tức toàn bộ đều âm thầm đề phòng. Lão đại thái thiên quân đoàn Lý Hỷ có chút không thể hiểu được, bọn họ không có ân oán với kình thiên. Hai bên vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông, vì sao tối nay toàn bộ kình thiên quân đoàn lại xuất động, bọn họ nổi điên sao? Còn có một chuyện làm Lý Hỷ rất nghi hoặc, đó là căn cứ theo tin tức mà thám báo của bọn họ điều tra được, thì đám người kình thiên cũng không theo tới, không có lấy một tên võ giả tứ kiếp, cường giả không tới, mấy ngàn người này lại đây là để đưa đồ ăn sao? tiến công lục ly đến gần quan sát một lát hạ lệnh tổng tiến công loại chiến đấu này chính là phải nhanh khiến đối phương không hiểu được đầu đuôi đục nước béo cò như vậy mới có thể tốt chiến tốt thắng nếu không rất dễ dàng sinh biến trận hình mũi tên đột phá khu vực trung tâm lục ly phân biệt truyền âm cho các tiểu thống lĩnh bên trong đại quân những tiểu thống lĩnh đó khống chế thủ hạ của chính mình chia thành các tiểu đội phóng về phía núi non như những mũi tên nhọn những tiểu thống lĩnh đó rất rõ ràng lục ly muốn bọn họ đánh tới trung tâm tới gần cường giả tứ kiếp của kẻ địch cho hắn có cơ hội đánh lén bọn họ cũng hiểu chỉ có như vậy thì bọn họ mới càng an toàn hơn tử thương càng ít hơn công kích một võ giả toàn thân bao phủ trong chiến giáp màu đen mang mặt nạ tu la đứng trên núi cao trầm giọng hạ lệnh kẻ địch đã đánh tới cửa sao bọn họ có thể sợ chiến tuy võ giả tứ kiếp của kình thiên quân đoàn chưa xuất hiện hắn cũng không sợ hãi nếu vẫn không ra hắn liền trước đêm này mấy ngàn người diệt lại nói hưu từng đội quân trên các ngọn núi ở bốn phía phóng lên cao giống một cái túi vây quanh mà đến quân số bên bọn họ cũng là mấy ngàn người nhưng không phân thành các cánh quân mà tản ra vây công ầm 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 phanh 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 suy 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 bầu trời toàn là lưu quang vô số pháp bảo bay múa hư không bốn phía vỡ vụn vô số tiểu sơn bị sang bằng, một tòa kiến trúc bị phá hủy, từng khối thi thể rơi loạn mà xuống, rất nhiều không gian giới chiến giáp thần binh tự động thoát ly, bay múa ở trong không trung. Không ai để ý đến kiến trúc bị phá hủy, không ai đi nhặt không gian giới, chiến giáp thần binh bảo vật vân vân. Người hai bên đều giết đến đỏ cả mắt rồi, quan gia ngõ hẹp dũng giả thắng, kình thiên quân đoàn không có đường lui, thái thiên quân đoàn muốn thủ vệ gia viên, hai bên đều không thể lui, chỉ có tự chiến. Lục Ly vẫn chưa vận dụng sát chiêu, chỉ dựa vào nắm tay đi chiến đấu, công kích của hắn cũng không phải quá sắc bén, sợ bị người theo dõi. Mỗi lần hắn đều tiêu phí rất nhiều sức lực mới có thể đánh chết một tên võ giả, như vậy mới phù hợp thực lực nhị kiếp chi cảnh của hắn. Kình thiên quân đoàn rất dũng mãnh, trận hình mũi tên mang đến rất nhiều lợi thế cho bọn hắn tiến công. Bọn họ một đường đột tiến, không dây dưa với địch nhân, tuy rằng tốc độ đột tiến không quá nhanh, nhưng lúc nào cũng đang đột tiến tình huống xung quanh như thế nào. Lý Hỷ không quá để ý chiến cuộc nơi này, hắn liếc mắt nhìn một tên võ giả tứ kiếp một cái, người này phụ trách tình báo, trong khoảng thời gian này đã phái ra hơn thám báo trăm đỉnh cấp điều tra tình huống bốn phía. Lý Hỷ tin tưởng đám người kình thiên ở gần đây chuẩn bị đánh lén bọn họ, cho nên hắn phái người đi điều tra bốn phía, còn mình thì tọa trấn ở đây. Nếu chỉ là những người này mà nói, một mình hắn có thể lưu lại toàn bộ. Không có bất cứ tình huống gì, rất quỷ dị. Một lão giả tứ kiếp sờ sờ cầm, ánh mắt như là lão thử liếc nhìn bốn phía một cái, hắn lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ đám người kình thiên ẩn nấp trong không gian thần khí của người nào đó? Có khả năng này. Kình thiên gật đầu, bọn họ tuyệt không tin đám người kình thiên không tới, chỉ không biết là dùng phương thức gì xuất hiện. Bọn họ dùng thần niệm đảo qua trên người một đám võ giả, muốn nhìn xem kình thiên có ngụy trang thành tiểu võ giả xen lẫn ở trong bên trong hay không. Tự nhiên lục ly khiến cho bọn họ chú ý, thế nhưng võ giả Tứ Kiếp nhìn lướt qua liền không để ý, chỉ là một tên tiểu võ giả tu luyện vô thượng thần thể, nhị Kiếp chi cảnh mà thôi, bọn họ có thể nhẹ nhàng bóc chết. Sau khi tra xét hết lần này tới lần khác nhưng vẫn không tìm được đám người kình thiên, mấy người Lý Hỷ có chút mê mang, bởi vì bọn họ phát hiện một chuyện, đó là mấy ngàn người này không có không gian giới, binh khí chiến giáp đều không có, tất cả đều dùng tay không phóng thích các loại chân ý chiến đấu. Nếu không có không gian giới, không có không gian thần khí, vậy thì đám người kình thiên ẩn nấp như nào? Kình thiên quân đoàn đã bị giết hơn một ngàn người, đám người kình thiên nên xuất hiện mới phải chứ? Nếu không đám tiểu đệ bị xử lý hết, mấy tên thủ lĩnh như bọn họ lưu lại có ý nghĩa gì? Đại quân tiếp tục đột tiến, trừ bỏ tiểu thống lĩnh ra, tất cả mọi người đều không có chiến giáp cùng binh khí, khiến quá trình đột tiến rất khó khăn, tỷ lệ tử thương cũng đặc biệt cao. Sau khi thời gian trôi qua một nén hương, rốt cuộc đại quân cũng đột tiến tới giữa ngọn núi, Lục Ly quan sát thấy bốn người Lý Hỷ đều đứng chung một chỗ, thì đôi mắt hắn lập tức sáng lên. Hắn gần như không chút do dự, truyền tin cho những tiểu thống lĩnh kia chủ động công kích về phía bốn tên võ giả tứ kiếp kia, mấy vị tiểu thống lĩnh kia tràn đầy vẻ chua xót, nhưng không thể không ra tay, bởi vì bọn họ không phối hợp với Lục Ly, bọn họ đều phải chết. Hừ nhìn thấy mấy tên tiểu thống lĩnh chủ động ra tay với mình, đám người Lý Hỷ nổi giận, tam kiếp đỉnh phong phong cũng dám động thủ đối với bọn họ, mấy người này muốn tìm chết sao? Ông ông ông! Gần như cùng lúc đó, không gian thần khí của lục ly sáng lên, từng con phong ma thú xuất hiện, một bộ phận phong ma thú vừa ra liền phóng thích chân ý phong hệ, một bộ phận khác khiến độc giác sáng lên. Lực chú ý của đám người Lý Hỷ đều đang chú ý đến mấy tên tiểu thống lĩnh kia, căn bản không có chú ý lục ly bên này, chờ đến khi bọn họ kinh ngạc phát giác ra, cuồng phong bốn phía đã thổi quét lại đây. Thực lực đám người lý hỷ cũng không phải là quá cường đại, chỉ như đám người kình thiên mà thôi, dưới tình huống bị phong ma thú đánh lén, tự nhiên kết cục rất thảm. Dưới một loạt công kích bắn tới, chỉ còn một mình Lý Hỷ còn sống, ba người còn lại bị giết trong nháy mắt. Phốt Lý Hỷ phun ra một búng máu tươi, ánh mắt quán hận nhìn chầm chầm vào lục ly, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới đòn sát thủ chân chính lại ở đây. Hắn vẫn luôn đề phòng đám người kình thiên, không nghĩ rằng nơi này giết ra một con hắc mã, một lần lừa giết hết tất cả bọn họ. Kết cục của Lý Hỷ và kình thiên giống nhau, Lục Ly đều không cần xuất động U Linh Vương, chỉ dựa vào phong ma thú đã xử lý được Lý Hỷ, đột nhiên tại một khắc này cả chiến trường an tĩnh lại. Bốn vị thủ lĩnh bị người ta giết chết, chuyện này khiến cho rất nhiều người đều ngơ ngác, nhóm lão đại đều đã chết, bọn họ còn đánh cái gì? Bên cạnh lục ly vốn dĩ có rất nhiều võ giả, nhưng giờ phút này những võ giả đó đều lập tức rút ra xa, vẻ mặt nhìn lục ly như là nhìn thấy quỷ. Không giết người đầu hàng. Lục ly thấy có người chạy trốn, lập tức khiến phong ma thú cùng nhau công kích, mấy chục cục sáng bắn ra, mấy chục người kia liền biến thành thịt nát, lục ly đằng đằng sát khí quán sát toàn trường nói. Nếu các ngươi cảm thấy tốc độ các ngươi nhanh, vậy có thể thử chạy trốn xem. Nhìn thấy mấy chục người biến thành huyết vụ, thấy quân sĩ ở bốn phía như hổ trình mồi, không ai dám chạy trốn nữa, có người bay xuống quỳ trên mặt đất trầm hống lên. Ta nguyện ý đầu hàng, nguyện ý đầu hàng. Chỉ là đổi một vị lão đại mà thôi, dù sao ai làm lão đại cũng đều giống nhau, tự nhiên bọn họ không sao cả. Có người đi đầu, chuyện còn lại liền dễ làm, từng người bay xuống quỳ trên đất đầu hàng. Nhóm người này giao cho các ngươi. Lục Ly nói được làm được vẫy tay một cái, còn mình thì bay về phía bốn vị thủ lĩnh bỏ mình, thu lấy bốn cái không gian giới. Đồng thời bay lượn một vòng ở không trung, tất cả không gian giới trong không trung đều bị hắn thu lại. Giao không gian giới ra, nếu không giết chết bất luận tội. Bên này, võ giả Kình Thiên quân đoàn xoay người làm chủ, Lục Ly thực hiện hứa hẹn, khiến cho bọn họ có loại cảm giác lệ rơi đầy mặt, toàn bộ người đi xuống trực tiếp cướp đoạt không gian giới binh khí từ quân đoàn bên này người thái thiên quân đoàn trận tròn mắt không phải đầu hàng rồi đổi một cái lão đại sao tại sao còn cướp bóc về sau mọi người đều đi theo lục ly không phải cùng một trận doanh sao lục ly đứng ở giữa không trung mấy chục đầu phong ma thú xếp hàng chỉnh tề người phía dưới không dám làm sằng làm bậy thành thành thật thật giao ra không gian giới nếu có người không thành thật sẽ bị người kình thiên quân đoàn đánh thành thương nặng sau đó bị mạnh mẽ cướp đoạt Lục Ly không đi quản bọn họ mà bắt đầu đi kiểm tra thu hoạch của hắn, hắn dùng thần niệm hắn quét vào trong không gian giới của Kình Thiên và Lý Hỷ, khẳng định tài phú trong không gian giới của hai người này rất kinh người. Hít hít. Sau khi quét vài lần, Lục Ly hít hà một hơi, thu hoạch lần này vượt quá tưởng tượng của hắn, đặc biệt là không gian giới của Kình Thiên. Tài vật bảo vật bên trong chồng chất như núi, thần thạch cũng nhiều như một tòa tiểu sơn. Lục Ly nhớ lại hình như lúc trước Kình Thiên quân đoàn vừa mới cướp sạch một cái thành trì trung đẳng, thì nội tâm hắn cười như nở hoa, sau khi kiểm tra cẩn thận tài phú trong không gian giới một lần, hắn dứt khoát quyết định rời đi. Bởi vì bảo vật tài vật thần thạch trên người hắn cộng lại ít nhất cũng có mười mấy hai chục tỷ thần thạch, còn có một ít bảo vật hắn không cách nào tính ra giá trị, cho nên lần này thu hoạch vậy là đủ rồi. Quét ngang hai cái quân đoàn, có lẽ hiện tại sự tình đã truyền ra, muốn cướp bóc các quân đoàn còn lại khẳng định rất khó khăn nói không chừng sẽ làm thiên tầm ti tức giận hắn không dám mạo hiểm quyết định rời đi muốn đi cũng không tùy tiện đi như vậy lục ly đợi một lát thấy người phía dưới đã cướp bóc gần xong hắn liền quát tất cả hành động xuất phát về hỏa lan quân đoàn ở phía bắc vẫn là quy tắc cũ đi qua có thể cướp được cái gì đều cho các ngươi mắt đám người kình thiên quân đoàn lập tức sáng rực lên tuy rằng vừa rồi tử thương hơn một ngàn người nhưng thắng lợi thật sự rất nhẹ nhàng nếu diễn lại trò cũ đánh hạ hỏa lan quân đoàn cũng không phải quá khó đi vô số người bay lên trời lục ly phất tay mang theo một đám người bay về phía bắc lưu lại một đám người thái thiên quân đoàn khóc không ra nước mắt các ngươi đi trước đi lần này ta không thể quan minh chính đại xuất hiện ta sẽ âm thầm đi theo bay được một nén nhang thời gian lục ly truyền âm cho những tiểu thống lĩnh đó tiếp theo độn vào dưới lòng đất nhóm tiểu thống lĩnh không có hỏi nhiều lục ly nói đúng là đúng có lẽ hỏa lan quân đoàn đã sớm nhận được tin tức lục ly tìm phục ở trong bóng tối càng dễ phát huy hơn đám người cuồng cuộn bay về phía hỏa lan quân đoàn lục ly ẩn nấp dưới nền đất một đường chạy ra ngoài phong vân sơn mạch thu hoạch vậy là đủ rồi hắn chuẩn bị chuồn đi kình thiên quân đoàn hấp dẫn lực chú ý của mọi người có lẽ sẽ không ai để ý đến hắn về phần kình thiên quân đoàn sống hay chết lục ly mặc kệ Đám lưu vĩ này không phải người tốt, lục ly không thèm để ý sinh tử. Hắn thúc giục đại đạo chi ngân, một đường khiêm tốn trời đi, trong núi non có rất nhiều thám báo di chuyển, đều đi điều tra tình huống kình thiên quân đoàn, lục ly thúc giục đại đạo chi ngân nhẹ nhàng cảm ứng được bọn họ tồn tại. Phi hành hơn nửa ngày, đến lúc hừng đông lục ly đã đến thành trì dưới chân núi, hắn không bán tài vật ra trong thành, mà một đường truyền tống trời đi. Trong những cái không gian giới đó có 7-800 triệu thần thạch, cũng đủ bọn họ truyền tống đi rất xa, về sau lại tìm cơ hội bán bảo vật cũng được. Liên tục truyền tống mất mấy ngày, trên đường gió êm sóng lặng, rốt cuộc lục ly cũng về tới tòa tiểu thành kia. Hô hô! Sau khi dung thần niệm xác định tần chiến và cam lâm, lục ly như trút được gánh nặng, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Quả nhiên cướp bóc là con đường kiếm tiền nhanh nhất, nếu dựa vào thủ đoạn bình thường đi kiếm, ba người bọn họ làm cu ly 100 năm cũng chưa nhiều như vậy lục ly tần chiến và cam lâm cảm ứng được lập tức tràn đầy vui sướng đi ra lục ly nói phải đi mấy tháng không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở lại nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của lục ly biểu tình trên mặt hai người càng thêm phấn chấn tần chiến hỏi lần này thu hoạch rất lớn sao cũng được một tỷ thần thạch là có lục ly nhếch miệng cười cười mang theo hai người đi vào sau khi mở ra cấm chế lục ly mới lấy ra rất nhiều không gian giới một đám nhẫn sáng lên binh khí cùng chiến giáp xuất hiện chất đầy toàn bộ đại sảnh lựa chọn đi lục ly vẫy vẫy tay nói thích cái gì đều có thể lấy các ngươi không lấy về ta cũng cầm hết đi bán hả hai người đều là con cháu đại gia tộc ở nhị trọng thiên kiến thức rộng rãi lại bị lục ly lấy ra một đống bảo vật dọa sợ rồi rất nhiều bảo vật có cấp bậc giống như thực tiên ma tháp giá trị liên thành hai người liếc nhau Đều dùng dập lựa chọn, không khách khí với Lục Ly, chiến lực hai người tăng lên cũng sẽ không liên lụy Lục Ly. Hai người lựa chọn sử dụng một kiện chiến giáp và binh khí, Lục Ly thu những thứ còn lại vào, tiếp theo lại lấy ra mấy cái mặt nạ đưa cho hai người nói. Lựa chọn một cái mặt nạ, thay đổi ngoại hình một chút, chúng ta lên đường trước, lần này xem có trực tiếp đi ngang qua tử dương đại lục hay không. Được. Hai người đều lựa chọn mặt nạ, thay đổi ngoại hình một chút, Lục Ly dò hỏi các ngươi muốn tiến vào không gian thần khí hay là truyền tống cùng ta? Cùng nhau đi đi. Tần chiến nhếch miệng nở nụ cười. Thương thế của chúng ta đã khôi phục một chút, cả ngày rảnh rỗi đến mức sắp bị bệnh rồi, cùng nhau truyền tống đi dạo đi. Đi, cùng nhau đi. Lục ly phất phất tay, mang theo hai người ra thẳng cửa đi đến truyền tống trận. Sau khi đến truyền tống trận, ba người giao thần thạch bắt đầu liên tục truyền tống. Bốn tháng. Lục ly âm thầm tính toán một chút, nếu bảo vật trong không gian giới của hắn có thể bán ra giá cao, giúp bọn họ liên tục truyền tống mà nói. Bốn tháng sau bọn họ là có thể đi ngang qua tử dương đại lục, đến lẫm đông đại lục. Hôm trước có một chỗ viết sai, nha đầu mục gia mục quyển như còn ở bên trong không gian giới, đã sửa chữa. Hai tháng sau, Lục Ly, Tần Chiến, Cam Lâm đã đến cực tây tử dương đại lục, bọn họ ở trong một tòa đại thành bên bờ biển, tòa thành này gọi là thần âm thành, Thành trì được xây dựng trên một mảnh hải nhai rất lớn, ở trong thành còn có thể nghe được tiếng sóng biển đánh vào vách đá ào ào. Hơn nữa âm thanh sóng biển đánh vào đá còn ẩn chứa giai điệu đặc thù nào đó, khiến người ta nghe thấy vô cùng thoải mái, linh hồn an nhàn. Đây cũng là nguồn gốc cái tên thần âm thành, ban đầu nơi này không có thành trì, về sau có người phát hiện ra chỗ kỳ diệu của nơi này, nên một cái gia tộc cường đại đã xây dựng một cái thành trì ở đây, cuối cùng bên này biến thành một cái lĩnh chủ thành. Nơi này là cực tây của tử dương đại lục, cũng là bến cảng lớn nhất đi thông đến lẫm đông đại lục, thương nghiệp nơi này vô cùng sầm uất, là một trong những thành trì lớn nhất tây bộ. Ba người lục ly đi lại rất nhiều vòng ở trong thành, đến mức có loại cảm giác đau đầu, ít nhất nơi này lớn hơn thiên ma thành thiên ma đảo gấp trăm lần. Đoán chừng dân cư nơi này có thể đạt tới hơn trăm triệu, chủng tộc kỳ dị gì cũng có, võ giả tứ kiếp nhiều như lông trâu, cách ăn mặc nơi này còn có một chút hương vị dị vực, nữ tử ăn mặc đặc biệt nóng bỏng khiến tần chiến nhìn đến mức ánh mắt đều không dời ra được ba người đi lại ở trong thành bốn ngày không phải ba người muốn nhìn phong cảnh hoặc là gì đó mà là ba người đang tìm kiếm con đường kiếm tiền thần thạch trên người lục ly không còn nhiều lắm toàn bộ bảo vật đánh cướp lúc trước ở phong vân sơn mạch đã bán hết đây còn là trong trường hợp một số bảo vật tầm thường bán được giá cao nếu không đoán chừng ba người không truyền tống tới đây được trên người lục ly chỉ có mấy trăm vạn thần thạch muốn đi Lẫm Đông Đại Lục, không khác người si nói mộng. Giữa Tử Dương Đại Lục và Lẫm Đông Đại Lục có một mảnh hải vực gọi là Thần Âm Hải. Tuy phiến hải vực này không quá rộng lớn, nhưng vô cùng loạn. Không ai quan tâm đến vùng hải vực giữa hai mảnh đại lục, nơi đó nắm tay ai lớn thì người đó có đạo lý, tứ kiếp đỉnh phong phong đều có rất nhiều, rất nhiều lão ma gây họa một phương ở bên kia. Đám người Lục Ly muốn đi qua, nếu dựa vào chính mình bay qua mà nói, ít nhất cũng phải hơn một năm thời gian, ba người phiêu đảng ở trên biển hơn một năm sẽ xảy ra chuyện gì. Không ai đoán trước được. Nếu cử thần hành chu mà nói sẽ tương đối nhanh, vấn đề là cưỡi thần hành chu sợ là bọn họ ba người sẽ chết càng nhanh. Bảo vật tiến vào biển như thế chắc chắn sẽ bị người theo dõi, đến lúc đó một hai lão ma tới, trốn cũng không có chỗ trốn. Hai con đường này đều đi không thông. Cho nên chỉ còn lại một con đường cuối cùng, đó chính là cưỡi siêu cấp chiến thuyền của thần âm lĩnh đi qua. Một lần loại siêu cấp chiến thuyền này có thể chở mấy ngàn người, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, tuy rằng so ra kém thần hành chu, nhưng tốc độ có thể so sánh tứ kiếp đỉnh phong, đi qua hải vực chỉ cần 3 tháng thời gian. Thật ra thời gian dài ngắn không sao cả, dài một chút ngắn một chút cũng không quan hệ, quan trọng là ở chỗ an toàn. Thật ra lĩnh chủ thần âm lĩnh cũng không tính là quá mạnh, nhưng hắn là tộc nhân thiên cương đại đế tuy rằng cái tộc nhân này cũng không tính là quá thân nhưng cũng là tộc nhân đại đế bởi vì lĩnh vực buôn bán bên này vô cùng sầm quốc nên mỗi năm vị lĩnh chủ này đều cống hiến cho gia tộc đại đế không ít tài nguyên đại đế cũng phá lệ lên tiếng người trong thần âm hải không được công kích chiến thuyền thần âm lĩnh nếu không hắn sẽ phái người ra tay tru sát một vị đại đế lên tiếng ai dám không cho mặt mũi thế giới này đại đế là cường giả cao cấp nhất lực uy hiếp của đại đế vô cùng lớn ai dám không cho mặt mũi. Những năm gần đây, chưa có ai dám chặn chiến thuyền thần âm lĩnh lại, vẫn luôn rất an toàn. An toàn phải trả giá lớn. Muốn đi nhờ chiến thuyền thần âm lĩnh chi phí vô cùng cao, một người cần 200 triệu thần thạch, ba người lục ly là 600 triệu thần thạch. Nhiều thần thạch như vậy, trừ phi lục ly bán chí bảo trên người đi, nếu không dựa vào bảo vật tài vật tầm thường căn bản không đủ. Lúc này lục ly cũng có chút hối hận, sớm biết như vậy hắn ở phong vân sơn mạch cướp nhiều thêm hai cái thế lực lớn thì tốt rồi bởi vì thần âm lĩnh bên này rất ổn định trị an trong lĩnh vực tộc nhân đại đế vô cùng tốt không có bất luận cứ đoàn lưu phỉ nào cho nên lục ly không có chỗ để cướp bóc cướp bóc của mấy tiểu võ giả bên ngoài có thể lấy được bao nhiêu thần thạch chứ cướp bóc đại gia tộc trừ phi động thủ ở trong thành rất nhiều đại gia tộc ở nơi này đều có quan hệ với gia tộc của lĩnh chủ ngộ nhỡ làm gia tộc đại đế tức giận vậy ba người sẽ chết chắc cho nên ba người đi tới đi lui ở trong thành tìm cách kiếm thần thạch nếu không không biết đi qua phiến hải vực này như thế nào ba người loay hoay mấy ngày tìm được vài cách kiếm thần thạch nhưng đều không phải biện pháp quá lý tưởng thứ nhất là làm cu ly đi làm việc giúp thần âm lĩnh tự nhiên cách này không có tiền đồ làm mấy năm cũng không kiếm được mấy ngàn vạn thần thạch cách thứ hai tương đối nguy hiểm Tuy kiếm được nhiều hơn một ít nhưng mức độ nguy hiểm cũng lớn, muốn kiếm đủ 600 triệu thần thạch cũng cần hơn nửa năm thời gian. Loại thứ ba kiếm được tương đối nhiều, đó chính là đi làm sát thủ, bất cứ địa phương nào có ánh sáng liền có bóng tối, sát thủ thích khách là tồn tại vĩnh viễn. Nguyên nhân người bên trong thần âm lĩnh không dám làm sàng làm bậy là vì bên này quá nhiều đại gia tộc, liên quan đến các loại ích lợi, một khi có tranh cãi xử lý như thế nào. Nếu không lợi dụng các loại thế lực sau lưng tranh đấu, thì chỉ có thể thể vận dụng các thủ đoạn hắc ám. Sát thủ chính là một loại thủ đoạn tốt nhất. Dù sao ám sát, cho dù sát thủ bị bắt, cũng không có quan hệ với bọn họ, nếu có thể ám sát nhân vật trọng yếu của đối phương, vậy thì kiếm lớn rồi. Con đường kiếm thần thạch này rất nhanh, nếu dám tiếp đơn hàng lớn, nói không chừng ám sát một nhân vật quan trọng là có thể kiếm mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ thần thạch. Tự nhiên con đường này cũng rất khó đi, tính nguy hiểm lớn làm không tốt một cái mạng nhỏ cũng không còn cho dù hoàn thành nhiệm vụ nếu bị gia tộc đối phương biết được hành tung và thân phận của mình vậy trên cơ bản là trốn không thoát đi về trước đi lục ly vẫy vẫy tay ba người đi về phía khách điếm ba người ở trong một cái tiểu điếm khiêm tốn an nhàn sau khi tiến vào tầng chiến có chút ủ rũ cục đuôi ngồi ở một bên uống rượu cam lâm trầm ngâm một lát nói chúng ta đi hắc huyết thâm nguyên đi khổ cực một chút cũng không sao hơn nửa năm sau chúng ta có thể kiếm đủ thần thạch. Cam Lâm nói chính là phương án thứ hai, loại phương án này tương đối an ổn một ít, hao phí thời gian hơi dài một chút, nhưng sẽ không nguy hiểm như vậy. Lục Ly lại lắc lắc đầu nói: "Không được, trong Hắc huyết thâm biên rất nhiều bẫy rập, không cần đi tìm hiểu cẩn thận, tùy tiện ngẫm lại cũng biết bên trong rất loạn, nói không chừng chúng ta đi vào liền không ra được." Nơi đó chính là địa phương ba cái gia tộc cùng sở hữu, chuyện dơ bẩn vô cùng nhiều ta không muốn mang vận mệnh của mình để ở trong tay người khác. Năm đó Lục Ly ở U Hồng Cốc, xảy ra chuyện trời cao không đường, xuống đất không cửa. Hắn không muốn dẫm lên vết xe đổ, ngộ nhở ở bên trong gây ra một chút việc, vậy chính là giả thú bị nhốt ở trong lồng giam, mặc cho người khác sâu xé. Tần Chiến ngẩng lên đầu, ngưng tiếng hỏi. Ngươi muốn đi làm sát thủ? Ừ. Lục Ly gật gật đầu. Sát thủ nơi này có thể tự mình lựa chọn đơn hàng, ta chuẩn bị đi lựa chọn một hai cái mục tiêu tốt, chỉ cần thành công là chúng ta lập tức rời đi, không bại lộ thân phận, thì sẽ không có việc gì. Nếu có mục tiêu tốt, giết một người là đủ, làm xong một cái liền chạy lấy người, nhất lao vĩnh giật. Chuyện này, Tần Chiến và Cam Lâm đều chần chờ, Lục Ly làm như này là bí quá hóa liều, việc này làm không tốt một cái sẽ chết rất thảm. Sát thủ luôn là một nghề nguy hiểm, đặc biệt là ở trong thế mà khắp nơi đều là giới cường giả nếu có thể dễ dàng giết chết người thì sao lại có người bỏ ra thần thạch thuê thích khách thần thạch tốn nhiều hay ít cũng chính là đại biểu đánh chết người này sẽ có bao nhiêu khó khăn nguy hiểm hậu hoạn giá cả càng cao khó khăn nguy hiểm hậu hoạn càng lớn lục ly muốn một lần lấy được mấy trăm triệu thần thạch vậy người hắn phải đánh giết hoặc là thực lực rất mạnh hoặc là bối cảnh thông thiên hoặc là có một ít nhân tố đặc biệt nếu không cố chủ cũng không phải ngốc bỏ ra nhiều thần thạch như vậy. hai người tần chiến không nhiều lời, bọn họ biết tính tình của lục ly, đã quyết định chuyện gì thì chính trâu cũng không kéo lại được. thế nhưng ý nghĩ của lục ly cũng không sai, hắc huyết thâm viên đi vào thì dễ lúc ra lại khó, ngộ nhỡ phát sinh chuyện gì, ba người xác định chạy cũng không có đường chạy, chỉ có thể chờ chết ở bên trong. được, làm một lần. tần chiến gật gật đầu, bổ sung. lục ly, lát nữa đi xem có nhiệm vụ gì tốt không. Hai người chúng ta phối hợp ngươi." Lục Ly gật đầu, sau khi trầm tư nửa canh giờ, liền đi ra khỏi khách điếm một đường bay về phía thành Nam. Hắn nghe được tin tức về một tổ chức sát thủ, cái tổ chức này không chỉ có ở thần âm thành, mà còn có phân bộ ở chủ thành, hơn nữa còn là một cái tổ chức lớn trải rộng toàn bộ Tam trọng thiên. Hắc ám chi thủ. Cái tổ chức này rất có danh tiếng ở Tam trọng thiên, thế nhưng bọn họ sẽ không tự mình phái người đi ám sát mà chỉ tuyên bố nhiệm vụ và cung cấp tin tức, sát thủ chấp hành đều là tự nguyện báo danh. Cũng chính vì nguyên nhân này mà sát thủ không phải người của tổ chức bọn họ, bọn họ mới có thể tồn tại lâu dài, nếu không mỗi năm ám sát nhiều nhân vật trọng yếu như vậy, đoán chừng đã sớm bị các thế lực lớn liên thủ tiêu diệt. Ít nhất bọn họ không có khả năng ở trong chủ thành, quan minh chính đại thành lập phân bộ. Nói đến cùng, bọn họ chỉ là một người môi giới, thành lập nhịp cầu giữa cố chủ và sát thủ bọn họ ở giữa kiếm trên lệch mà thôi. Đương nhiên vẫn có một ít nhiệm vụ mà cái tổ chức sát thủ này cũng không dám nhận, ví dụ như ám sát con cháu đại đế nào đó, nếu loại nhiệm vụ này cũng dám nhận, thì bọn họ cách diệt vong cũng không lâu nữa. Lục Ly đi đến thành Nam, tìm được một cái khách điếm, cái khách điếm này không có bản hiệu, phía trên cửa chỉ khắc một cái hắc sắc cốt thủ, con phố này cũng bởi vì cái khách điếm kia mà có vẻ âm trầm. Lục Ly mang áo choàng đi vào, tuy rằng làm như này có loại cảm giác giấu đầu lòi đuôi. Sau khi hắn đi vào, phát hiện bên trong không có một bóng người, chỉ có hai cái hành lang, trên hai hành lang có ký hiệu khác nhau. Trên hành lang bên trái có khắc một thanh chủy thủ, hành lang bên phải có khắc một quả thần thạch, lục ly nhìn thoáng qua liền hiểu. Hắn đi vào hành lang có ký hiệu chủy thủ, một đường đi đến cuối, phát hiện bên trong có ba cái thiên điện. Trên thiên điện cũng có đánh dấu, lần này lại viết bằng chữ, bên trái viết sơ cấp, ở giữa viết chính trung cấp bên phải viết chính siêu cấp cái này hẳn là phân chia nhiệm vụ lục ly suy nghĩ một chút gõ gõ cửa trung cấp đẩy cửa đi vào bên trong không có bất cứ cái gì chỉ có một cái bàn phía sau là một lão giả nhỏ gầy mặc áo đen ngồi lão giả ngẩng đầu liếc mắt nhìn lục ly một cái trong ánh mắt không có cảm xúc khác thường chỉ nhàn nhạt hỏi muốn tiếp nhận nhiệm vụ trung cấp lục ly hơi gật đầu nói muốn tiếp nhận một cái nhiệm vụ 600 triệu thần thạch. 600 triệu. Lần này trên mặt lão giả có chút dao động, hắn hơi nhíu mày hỏi: "Ngươi xác định?" Lời của lão giả không rõ ràng, nhưng ý tứ lại rất rõ, hắn đang hỏi Lục Ly xác định mình có năng lực này. Lục Ly cười nói: "Không có ai lấy sinh mệnh của chính mình ra nói giỡn cả, ta cũng sẽ không nhàm chán đến đau trứng chạy tới đây chơi." Lão giả hơi gật đầu, nhưng vẫn nói: vẫn nên chứng minh năng lực của ngươi một chút đi. Lão giả đánh ra một đạo lưu quang, mở cấm chế trong đại điện ra, Lục Ly suy nghĩ một chút trong tay xuất hiện một thanh phi kiếm, phi kiếm lấp lánh quang mang, một đạo thần uy cường đại tràn ngập mà ra, Lục Ly hỏi. Đủ chưa? Chưa đủ. Lão giả lắc lắc đầu, Lục Ly bất đắc dĩ thả quỷ ảnh ra, lại hỏi lần nữa. Đủ chưa? Vẫn không đủ, nếu ngươi muốn tiếp nhận nhiệm vụ mấy ngàn vạn thần thạch vậy thì đủ rồi. Lão giả vẫn lắc đầu. Lục ly chỉ có thể thả U Linh Vương ra, đôi mắt lão giả lập tức lóe ra quan mang nói. Miễn cưỡng đủ rồi. Chờ lục ly thu hồi U Linh Vương và quỷ ảnh, lão giả lấy ra tài liệu lật xem, sau khi xem xét một lát nói. Trước mắt có hai cái nhiệm vụ 600 triệu đến một tỷ thần thạch, ngươi tự xem đi. Lục ly tiếp nhận hai phân tài liệu xem xét, rõ ràng những tài liệu này đã bị xử lý quá, có một ít tin tức không biểu hiện, Lục Ly chỉ có thể nhìn được bộ phận tin tức, hơn nữa còn là tin tức vô cùng đơn giản. Cái nhiệm vụ thứ nhất là ám sát một người, tộc trưởng một đại gia tộc ở lĩnh vực gần đây, cường giả tứ kiếp hậu kỳ, tiền thưởng một tỷ thần thạch. Cái nhiệm vụ thứ hai là hủy diệt một cái thế lực, cái thế lực kia có bốn cường giả tứ kiếp trung kỳ, năm tứ kiếp sơ kỳ và mấy ngàn võ giả, yêu cầu chém giết toàn bộ, tiền thưởng 800 triệu. Quả nhiên thần thạch không dễ kiếm như vậy lục ly âm thầm biểu môi thần thạch này quá khó kiếm đánh chết tứ kiếp hậu kỳ hơn nữa còn là tộc trưởng một đại gia tộc việc này không chỉ phải đối phó với một vị tộc trưởng mà còn phải ứng phó với trưởng lão trong tộc bọn họ cho nên lục ly trực tiếp không suy xét cái nhiệm vụ thứ nhất tuy rằng chỉ giết một người nhưng so với hủy diệt một cái thế lực còn khó hơn nhiều hơn nữa còn cần tìm được cơ hội thích hợp có lẽ một lần đợi cái cơ hội này chính là một hai năm hắn không có nhiều thời gian để tiêu tốn như vậy. Vậy suy xét cái nhiệm vụ thứ hai. Lục Ly xem kỹ giới thiệu về nhiệm vụ thứ hai, không bỏ sót chút tin tức nào, sau khi nhìn một lúc lâu, hắn dò hỏi. Nhiệm vụ thứ hai còn có tin tức tỉ mỉ hơn không? Chuyện này sau khi ngươi tiếp nhiệm vụ lại cho ngươi, hơn nữa cần 100 vạn thần thạch đặt cọc nhiệm vụ. Lão giả nói, nếu trong một năm ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, tiền đặt cọ sẽ biến mất trăm vạn thần thạch. Lục Ly hiểu việc này, hắn trầm ngâm một lát giới chỉ trong tay lóe sáng, lấy ra trăm vạn thần thạch đưa qua nói. Ta nhận nhiệm vụ này. Lão giả tiếp nhận thần thạch, dùng tay đảo qua tài liệu, tin tức che giấu ở phía trên liền được biểu hiện ra, mặt khác hắn còn đưa qua một cái ngọc phù, nói. Nhiệm vụ này có kết nối tình báo, nếu ngươi đi chấp hành nhiệm vụ ở gần thiên vận thành, ngươi có thể dựa vào cái ngọc phù này qua thư hương trà lâu bên kia, ngươi sẽ nhận được tình huống gần đây của mục tiêu sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngươi có thể trực tiếp tới chỗ ta lĩnh tiền thưởng tiền thưởng sẽ phát theo độ cấp hoàn thành nếu không thể đánh chết thủ lĩnh mà nói một viên thần thạch cũng không có chúng ta sẽ có người chuyên trách lập tức xác minh không thành vấn đề lục ly xoay người chuẩn bị rời đi lão giả kia lại lắc đầu nói tài liệu có thể xem không thể mang đi hả lục ly dừng chân lại cẩn thận lật xem, ghi nhớ tất cả tin tức bên trong, lúc này mới đưa tài liệu trả lại. Hắn đi ra ngoài, đi bộ một vòng ở trong thành, sau khi xác định không ai theo dõi, lúc này mới trở về khách điếm. Thế nào? Tần Chiến và Cam Lâm đi tới, Lục Ly cười khổ nói. Nhận một cái nhiệm vụ, thế nhưng độ khó rất cao, ta phải cân nhắc một chút, trở lại nhìn xem hoàn thành như thế nào. Lục Ly nói rất tùy ý, thoạt nhìn không quá khó khăn nhưng trong lòng hắn lại rất rõ ràng. Khả năng thành công của nhiệm vụ này chỉ có 5 phần, nói cách khác hắn có một nửa tỷ lệ sẽ chết ở nơi đó. Mục tiêu nhiệm vụ không ở thần âm lĩnh, mà là ở thủy kiến lĩnh gần đây, thật ra cái thế lực kia cũng không phải quá nổi danh, thậm chí rất nhiều người bên này cũng không biết, thế lực kia gọi là Hắc Nguyệt Cung. Cái thế lực này cũng không ở trong thành, mà ở trong một tòa núi lớn, ngày thường vô cùng khiêm tốn, võ giả bên trong cũng gần như không đi ra ngoài hành tẩu. Thế nhưng cái thế lực này lại làm vô số tiểu thế lực xung quanh sợ hãi đến tận xương, ngay cả thành chủ một cái đại thành gần đó cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Cung chủ Hắc Nguyệt cung là một nữ tử, một lão phu bà biến thái, tinh thông các loại tà pháp, nghiên cứu rất sâu về thần văn, còn đặc biệt thích nam sủng, thủ đoạn ác độc, rơi vào trong tay bà ta sẽ vô cùng thê thảm. Hắc Nguyệt cung còn có ba vị tứ kiếp trung kỳ, năm tứ kiếp sơ kỳ, sáu người trong đó là nữ tử, có trẻ tuổi, có già tính cách đều có chút biến thái và vặn vẹo. Khoảng thời gian trước, lão vu bà bắt một vị công tử trẻ tuổi, hơn nữa còn tra tấn hắn đến chết, gia tộc vị công tử kia không dám trả thù, chỉ có thể bán của cải trong tộc lấy tiền mặt, tới hắc ám chi thủ tuyên bố nhiệm vụ. Thật ra chiến lực của lão vu bà không tính là quá nghịch thiên, chẳng qua thủ đoạn ác độc, tinh thông tà pháp, nếu thực sự gặp phải cường giả, một chiêu là có thể diệt nàng. Thế nhưng lão vu bà vẫn sống rất tốt, bởi vì nàng ta họ Nguyệt, Nguyệt gia là một trong những thế lực bá chủ ở đây, tuy nhiên gia tộc lão phu bà này không ưa nàng, nếu không nàng cũng sẽ không sáng tạo Hắc Nguyệt cung. Tuy Nguyệt gia không thích nàng, nhưng nàng vẫn là người Nguyệt gia, nếu nàng bị người khác giết, khẳng định Nguyệt gia sẽ truy cứu. Cho nên các đại gia tộc và cường giả xung quanh tuy rất bất mãn đối với nàng, nhưng không ai dám động vào nàng. Những tin tức này đều có trong tài liệu, Sở Dĩ Lục Ly nói thắng bại là 5 năm chủ yếu là vì lo lắng tà thuật của lão Vu bà này. hắn không sợ thần văn của Hắc Nguyệt Cung, mấy tên tứ kiếp sơ kỳ đối với hắn không có áp lực, ba tên tứ kiếp trung kỳ khác hắn cũng có nắm chắc đối phó. còn có một chuyện, đó là khoảng cách giữa Hắc Nguyệt Cung và đại bản danh Nguyệt gia không phải quá xa. nếu Lục Ly đánh chết mọi người, lại bị Nguyệt gia biết đến trước tiên mà nói, khả năng hắn sẽ phải bỏ chạy không trở về Thần Âm Thành được. Lục Ly chỉ có thể diệt Hắc Nguyệt Cung gọn gàng lưu loát sau đó trở lại thần âm thành trước tiên lĩnh tiền thưởng cửi siêu cấp chiến thuyền rời đi cam lâm lục ly suy nghĩ một chút nói ngươi đi tìm hiểu một chút khi nào siêu cấp chiến thuyền thần âm lĩnh xuất phát thời gian còn bao lâu lục ly hạ lệnh cam lâm lập tức đi ra ngoài tìm hiểu lục ly nói với tần chiến ngươi đi tìm hiểu tin tức về nguyệt gia một chút trọng điểm tìm hiểu quan hệ giữa nguyệt gia và thần âm lĩnh nếu bọn họ có quan hệ tốt với thần âm lĩnh, chúng ta sẽ không thể động, nếu không lên chiến thuyền cũng là chết. Được. Tần chiến cũng đi ra ngoài, lục ly lấy bản đồ ra nghiên cứu, cẩn thận quan sát tình huống xung quanh hát nguyệt cung và bắt đầu vạch ra con đường chạy trốn. Nửa ngày sau, Cam Lâm trở lại, hồi báo tình huống siêu cấp chiến thuyền, loại chiến thuyền này một tháng sẽ đi ra một chuyến, mỗi lần xuất động đều là ba cái, mặc kệ khách nhân hài lòng hay không, trên cơ bản đều là cố định, một tháng xuất phát một chuyến. Sáu ngày trước vừa mới xuất phát ba cái, lần tiếp theo sẽ phải đợi hai tư ngày. Hai tư ngày. Lục Ly hơi gật đầu, thời gian như vậy là đủ rồi, hắn truyền tống đi qua chỉ cần ba ngày, đi qua đi lại là sáu ngày, động thủ cần một buổi tối, nếu một trong buổi tối không thể xử lý, vậy chẳng khác nào nhiệm vụ thất bại. Cho nên Lục Ly không vội, cũng không thể gấp, hắn cần bố trí đúng thời gian, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, vừa vặn chiến thuyền mở ra có thể lập tức rời đi tiếp tục qua nửa ngày tần chiến cũng đã trở lại hắn tốn mười mấy vạn thần thạch tìm hiểu được một ít tin tức chuẩn xác nguyệt gia và thần âm lĩnh không giao hảo thậm chí còn có chút ân oán nghe nói mấy chục năm trước lớp trẻ ầm ĩ tranh chấp còn gây ra chết người về sau đại đế bên kia phái người ra mặt hòa giải bởi vì nguyệt gia cũng là một trong những người ủng hộ đại đế nhất tuy rằng hai bên cùng một cái chiến tuyến nhưng quan hệ không phải quá hữu hảo cho nên lục ly rất yên tâm ít nhất lúc ngồi chiến thuyền rời đi cho dù nguyệt gia tra được thân phận của hắn đoán chừng thần âm lĩnh bên này cũng sẽ không cho mặt mũi bắt chiến thuyền quay lại làm lục ly không do dự trực tiếp quyết định làm hắn nói với hai người tần chiến cam lâm các ngươi chờ ở đây nếu một tháng sau ta không trở về có nghĩa ta đã chết con đường phía sau tự các ngươi đi tần chiến và cam lâm liếc nhau cũng không biết nói cái gì cho tốt tần chiến vẫn nói chúng ta đi không giúp được cái gì nhưng ít nhất có thể ở bên ngoài phối hợp tác chiến với ngươi không có ý nghĩa lục ly lắc lắc đầu nói ta không cần phối hợp tác chiến chúng ta là huynh đệ ta nói chuyện cũng không vòng vo hiện tại các ngươi đi qua không những không trợ giúp được ta cái gì ngược lại còn làm ta phân tâm cho nên các ngươi cứ yên ổn ngốc ở đây ta sẽ tận lực không kích động, tình huống không tốt sẽ bỏ nhiệm vụ, giữ mệnh trước, cùng lắm thì chúng ta làm lao công ở đây mấy năm. Nhìn thấy sắc mặt hai người trở nên khó coi, Lục Ly vỗ vỗ bả vai hai người nói. Các ngươi bày ra bộ mặt này làm cái gì? Không phải thực lực các ngươi thấp, rất nhiều người tu luyện mấy vạn năm cũng không có cảnh giới như các ngươi đâu. Chỉ là hiện tại đối thủ của ta có cấp bậc quá cao mà thôi, các ngươi có cái gì phải uể oải chứ? So sánh với rất nhiều người, các ngươi đã rất mạnh rồi. Lại nói ta. Thật ra chiến lực bản thân ta cũng không mạnh, chỉ là thu một ít chiến thú, dựa vào chiến lực của chiến thú mà thôi. Được rồi. Hai người cười khổ lên, không nói thêm gì, đúng là bọn họ đi qua không có quá nhiều ý nghĩa, ngốc ở nơi này càng tốt, sẽ không làm Lục Ly phân tâm, tỷ lệ sống sót của hắn sẽ lớn hơn một ít nữa. Thuyết phục hai người xong, Lục Ly không có vội vã ra ngoài, mà tiếp tục ở lại đây hắn chuẩn bị mấy ngày này đi tìm hiểu tin tức, càng nhiều tình báo sẽ càng an toàn. Lục Ly ở trong thành 10 ngày mới bắt đầu hành động. Hắn một đường truyền tống đi qua, đến thiên vận thành gần Hắc Nguyệt Cung, tiến vào thư hương trà lâu, nhận được tin tức gần đây nhất về Hắc Nguyệt Cung. Gần đây Hắc Nguyệt Cung lại làm một chuyện ác, bắt cướp công tử một tiểu gia tộc, hơn nửa ngày thứ năm công tử này đã chết, bị đóng đinh ở phía trên vách đá sau Hắc Nguyệt Cung. Vị công tử này rất nổi tiếng ở xung quanh đây, là một công tử nhẹ nhàng, nhân phẩm rất tốt, khiêm tốn nhân ái, được rất nhiều người tôn kính và yêu thích. Có lẽ do danh tiếng công tử này quá lớn, đột nhiên có một ngày mất tích, người trong gia tộc lập tức phái người đi tìm kiếm, kết quả không thu hoạch được gì, năm ngày sau mới phát hiện bị đóng đinh ở phía trên vách đá sau Hắc Nguyệt cung. Hơn nữa cả người vị công tử này trần truồng, trên người còn có vết roi và vết dây buộc chặt, rõ ràng đã bị ngược đãi, thảm không nở nhìn. Việc này khiến cho nhiều người tức giận, rất nhiều tiểu gia tộc gần đó đều giận dữ không thôi, nhưng không ai dám làm sằng làm bậy. Hắc Nguyệt Cung chính là bá chủ ở đây, không ai trêu chọc nổi. Thậm chí, gia tộc kia còn không dám đi nhặt thi thể công tử nhà bọn họ, giờ phút này của thi thể kia vẫn còn đóng đinh ở phía trên vách đá. Gần đây lão vu bà ở trong Hắc Nguyệt Cung, lục ly không nhàn rỗi, cũng không có mạo muội hành động, mà bắt đầu bí mật điều tra xung quanh hắn đi ngang qua vách đá phía sau, quả nhiên từ xa nhìn thấy một người bị treo ở phía trên vách đá, rất nhiều nơi trên thân thể đã bị diều hâu mổ loạn. Quả nhiên là lão vu bà, ác độc đến cực điểm. Hai mắt lục ly trở lên lạnh lùng, sát ý trong nội tâm càng tăng thêm vài phần, hắn lặng yên rời đi, trên đường hạ quyết tâm. Tối nay sẽ động thủ, cho dù không thể đánh chết lão vu bà, cũng muốn hủy diệt cái hắc nguyệt cung này. Hôm nay là ngày thế giới đọc sách, bởi vì có sách nên mới có sự tư ngộ giữa chúng ta, mới có bất diệt long đế hôm nay. Cảm ơn các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đi về phía trước. Tối nay rất hắc ám, không có ánh trăng, gió còn đặc biệt mạnh, là đêm nguyệt hung tinh nhân, Lục Ly hành động ở tối nay. Từ Thiên Vận Thành đi ra, Lục Ly tìm nhập đến gần Hắc Nguyệt cung như u hồ. Hắc Nguyệt cung chỉ có một kiến trúc, một tòa siêu cấp lâu đài, trên núi không có trạm gác ngầm, ở ngoài lâu đài chỉ có mấy đội quân sĩ tuần tra có thần văn. Sau khi lục ly lẻn vào phía trên núi lớn, nhẹ nhàng cảm ứng được rất nhiều thần văn, xem ra lão vu bà hắc nguyệt cung nghiên cứu thần văn rất mạnh. Nếu không lục ly phải thúc giục đại đạo chi ngân, có rất nhiều thần văn đều không phát hiện được. Huyết Linh Nhi đi điều tra, chọn ra một con đường. Bàn tay lục ly lóe sáng, Huyết Linh Nhi xuất hiện, rất nhanh không ngừng có tin tức phản hồi, Huyết Linh Nhi mang theo lục ly một đường đi về trước, không đụng chạm phải bất cứ thần văn gì sau gần nửa canh giờ lục ly đã đến phía trước hắc nguyệt cung mấy ngàn dặm hắn cũng cảm ứng được bên kia có một đội quân sĩ đang tuần tra lục ly không vội vã đi qua mà để huyết linh nhi bố trí ở phụ cận hắn cũng bố trí mấy cái truyền tống trận đơn hướng đến lúc đó tình huống không đúng nhảy vào trong truyền tống trận là có thể thoáng cái truyền tống đi ra ngoài mấy trăm vạn dặm lục ly bố trí bốn cái truyền tống trận huyết linh nhi cũng bố trí mấy cái thần văn đạo tràng sau khi xác định tất cả đã chuẩn bị tốt thân hình hắn lặng yên bay đi hắn làm ra một ít động tĩnh ở cách lâu đài trăm dặm người nào bên kia có một đội quân sĩ bị kinh động mấy người dùng thần niệm quét lại đây trên mặt lục ly lộ ra vẻ kinh hoảng tất bước chạy xuống dưới chân núi tiểu tặc đội quân sĩ kia cảm ứng được lục ly chỉ là nhị kiếp chi cảnh cho rằng lục ly là một tên tiểu tặc muốn đến hắc nguyệt cung trộm cắp đội quân sĩ này không phát ra cảnh báo mà toàn bộ đuổi theo Lục Ly, chuẩn bị bắt lấy Lục Ly, dám chạy đến Hắc Nguyệt Cung là muốn tìm cái chết. Sáu người bay qua, Lục Ly giống như một con thỏ kinh sợ chạy trốn, tốc độ không quá nhanh, miễn cưỡng ngang hàng cùng mọi người. Hắn chạy xuống núi nhanh như chớp, tốc độ bắt đầu hơi trở nên chậm, người phía sau không ngừng kéo gần khoảng cách. Sáu người đều là võ giả tam kiếp, theo đuổi không bỏ, Lục Ly dám mò lên Hắc Nguyệt Cung, đã làm bọn họ tức giận. Bọn họ muốn bắt Lục Ly trở về tra khảo một chút. Sau khi chạy được vạn dặm, Lục Ly cảm giác Hắc Nguyệt cung bên kia hẳn là không cảm ứng được, liền đột nhiên ngừng lại. Quay đầu chờ đợi 6 người vọt tới, vẻ hoảng sợ trên mặt hắn biến mất, trở nên bình tĩnh, ánh mắt nhìn 6 người như là nhìn 6 con kiến. Ồ. Oh. 6 người lộ ra vẻ kinh ngạc, tiếp theo lại giận tím mặt nhanh chóng bay tới. Ánh mắt Lục Ly làm bọn họ tức giận, bọn họ không chuẩn bị tra khảo nữa mà muốn trực tiếp hành hạ Lục Ly đến chết. Hư Lục Ly đang nghe chuyện trên TV audio CV chủ động tiến công, tốc độ lập tức bạo trướng, nháy mắt đến bên cạnh 6 người. Ngạnh kháng công kích của 6 người, vung nắm tay công kích, chỉ một cái chớp mắt, 6 người đã bị đập bay ra ngoài, toàn bộ bị thương nặng. Vù Thân hình Lục Ly lóe lên, mạnh mẽ kéo 6 người vào trong thiên ly châu. Hắn không trực tiếp ra khảo, mà phong ấn thần lực 6 người lại trước, gỡ không gian giới của sáu người xuống, cuối cùng hắn triệu tới vô số hư không trùng. A. À, sáu người kêu lên thảm thiết, bị tra tấn đến chết đi sống lại, Lục Ly đứng ở một bên không nói một lời, sáu người nhìn hắn như là nhìn một tên ác ma. Nói tình huống Hắc Nguyệt cung. Đợi một lát, Lục Ly để hư không trùng dừng lại, đi đến trước mặt người đầu tiên. Người nọ tràn đầy vẻ oán hận nhìn Lục Ly, không nói một câu. Phanh chân lục ly nặng nề dẫm lên dẫm gãy toàn bộ xương sườn xương ngực người nọ tiếp theo hắn đá bay người này hư không trùng tiếp tục gặm nhấm người nọ lại đau đến chết đi sống lại đến phi ngươi lục ly đi đến trước mặt người thứ hai lạnh giọng nói hôi mắt người nọ chớp động không ngừng chần chờ lục ly nâng cao chân lên dẫm thật mạnh xuống đầu người này người nọ hoảng sợ nói ta nói ta nói phanh nhưng chân lục ly không có dừng lại đầu người này vỡ vụn trực tiếp chết đi lục ly lạnh lùng nói cho ngươi cơ hội ngươi không cần giờ đã muộn hắn chậm rãi dạo bước đi đến trước mặt người thứ ba lần này hắn không nói chuyện chỉ nhìn người này trên trán người nọ toàn là mồ hôi lạnh cắn chặt răng nói ta nói đại nhân muốn hỏi cái gì ta đều nói chỉ cầu đại nhân cho một đường sống các ngươi đều là tiểu nhân vật mục tiêu của ta là giết công chủ của các ngươi lục ly vẫy tay nói giết các ngươi hay không đối với ta không có bất cứ ý nghĩa gì cho nên có thể sống hay không liền xem các ngươi hiểu chuyện hay không chúng ta nói chúng ta nói mấy người còn dư lại không chần chờ toàn bộ bò dậy vẻ mặt sợ hãi nhìn lục ly rất tốt lục ly vừa lòng gật đầu tiếp theo bắt đầu cẩn thận dò hỏi vừa nhìn đã biết tình huống trong hắc nguyệt cung rất phức tạp hiểu biết càng nhiều tỷ lệ thành công của hắn sẽ càng lớn. Vù. Sau nửa canh giờ, thân thể Lục Ly xuất hiện ở bên ngoài, tuy rằng hắn đã lấy được rất nhiều tin tức, nhưng trên mặt lại không có vẻ nhẹ nhàng, ngược lại vẻ mặt càng ngưng trọng. Đội quân sĩ không hiểu biết quá nhiều về lão Vu bà Hắc Nguyệt cung, chỉ biết chiến lực nàng như trời, vô cùng cường đại, còn hiểu rất nhiều tà pháp. Từ quân sĩ nơi này, Lục Ly biết được tình huống đại khái của những người còn lại trong Hắc Nguyệt cung. Quan trọng nhất là hắn biết được một tin, thần văn trong Hắc Nguyệt Thành vô cùng khủng bố, toàn bộ Hắc Nguyệt Thành được bố trí vô số thần văn, lâu đài này chính là một kiện sát khí khổng lồ. Huyết Linh Nhi có thể phá vỡ thần văn, vấn đề là nó vừa động, lão vu bà có thể biết được, không chờ Huyết Linh Nhi phá vỡ thần văn, lão vu bà đã giết ra. Nghe nói cái thành này còn có thể bay đi, nếu lão vu bà đánh không lại khống chế thành trì bay đi mà nói, Lục Ly chỉ có thể nhảy vào trong thành trì khai chiến. Đến lúc đó những cái thần văn đó sẽ phát sinh tác dụng rất lớn, sẽ trói buộc hành động của hắn. Dụ ra dết, hơn nữa tốc độ phải nhanh, không thể cho nàng trốn vào trong thành. Lục ly định ra chiến lược, hắn suy nghĩ một chút lại lẻn vào trong núi lớn lần nữa. Lục ly nói với huyết linh nhi. Huyết linh nhi, có thể bố trí một cái thần văn, để ta dụ toàn bộ mọi người ra, sau đó ngươi lợi dụng thần văn vây khốn bọn họ một lát hay không? Có thể. Thuyết Linh Nhi truyền âm nói. Thế nhưng cái thần văn đạo tràng này không thể bố trí quá lớn, hơn nữa người thực lực cường đại vẫn có thể phá vỡ. Vậy thì, nếu phạm vi bao phủ quá nhỏ mà nói, chính hắn cũng không an toàn, mặt khác chiến lực của lão vu bà rất mạnh, nói không chừng bên này bận rộn nửa ngày, bị các nàng dùng một chiêu phá thì sao? Lục Ly suy nghĩ một chút truyền âm nói. Đợi lát nữa vừa xảy ra chiến đấu, ngươi lập tức lẻn vào trong thành, nghĩ cách khống chế thần văn bên trong sau khi khống chế thần văn chuyện thứ nhất làm chính là phong bế thành trì đừng cho bất cứ kẻ nào tiến vào trong thành nếu không khống chế được vậy phá hư thần văn bên trong phá hết tất cả thần văn tình huống không đúng mà nói ngươi bỏ chạy đến xung quanh ẩn nút trước trở về ta sẽ tìm ngươi được huyết linh nhi luôn luôn chấp hành mệnh lệnh của lục ly nàng lập tức chui xuống nền đất giờ phút này lục ly cũng bay lên trời hơi thở trên người hắn tràn ngập mà ra, trống to lên. Lão vu bà lăn ra đây, ta muốn chém rớt đầu ngươi, thay trời hành đạo. Vù vù. Lời nói này của lục ly giống như chọc tổ ong vò vẽ, có vô số võ giả từ hai cái cửa lớn trong thành phá không bay ra. Rất nhiều luồng thần niệm cường đại lập tức khóa chặt lục ly, vào giờ phút này không gian bốn phía giống như động lại. Hắc Nguyệt Cung là bá chủ ở gần đây, bởi vì cung chủ có quan hệ với Nguyệt Gia, cho nên các thế lực lớn ở xung quanh cũng không dám trêu chọc, người hắc nguyệt cung đều rất kiêu ngạo. Bình thường chỉ có bọn họ bắt nạt người khác, nào có chuyện người khác bắt nạt bọn họ. Vậy mà hôm nay lại có người tìm tới cửa, còn trực tiếp xuất khẩu cùng ngôn, nhục mạ cung chủ bọn họ là lão vu bà. Chuyện này làm cho người hắc nguyệt cung vô cùng tức giận và sợ hãi, sợ cung chủ dưới cơn tức giận, khiến bọn họ chịu tội theo. Cho nên lời nói của Lục Ly, dẫn ra ít nhất 3.000 người và bốn tên võ giả tứ kiếp. Ngoài ra các võ giả tứ kiếp còn lại cũng dùng thần niệm dò xét ra. Thời điểm mọi người tra xét đến, thấy người tiến đến khiêu khích là một tên võ giả nhị kiếp thì mọi người có chút ngơ ngác, khẳng định đầu óc người này có bệnh. Hoặc là chán sống. Vù vù. Lục ly không để ý tới bọn họ, thiên ly châu của hắn không ngừng lóe sáng, hắn thả tất cả hư không trùng ra, trồng rã mấy trăm tỷ, những hư không trùng đó che trời gào thét bay đi bắt đầu công kích hả tốc độ hư không trùng rất nhanh chuyện này cũng đủ khiến cho mọi người coi trọng vô số người lấy ra binh khí bắt đầu công kích chuẩn bị tiêu diệt đám sâu cấp thấp đó sau đó lại giết chết lục ly đám sâu này là hư thể vô số đòn công kích bay đi nhưng lại xuyên qua hư không trùng không mang đến thương tổn thực chất cho hư không trùng chờ bọn họ phản ứng lại rất nhiều sâu đã tiến vào trong cơ thể bọn họ đương nhiên cũng có người có thần thông đặc thù trực tiếp chấn động không gian đánh bay hư không trùng ra ngoài cũng có người có thể chấn sát hư không trùng đáng tiếc số lượng hư không trùng quá nhiều đông đúc như là ong mật chỗ nào cũng có a à, rất nhanh đã có người kêu lên thảm thiết phần lớn mọi người đều có thể miễn cưỡng trấn áp hư không trùng chỉ là sẽ bị hư không trùng bám lấy căn bản không có cơ hội đi quản lục ly bên kia Vù Thân hình lục ly nhanh chóng bay về nơi xa Ánh mắt bốn tên võ giả tứ kiếp bên kia trở nên lạnh lùng Tất cả bay vụt đến Tốc độ võ giả tứ kiếp quá nhanh Hư không trùng căn bản không đuổi kịp Tự nhiên vô pháp thương tổn bọn họ Trong bốn người có ba người là tứ kiếp sơ kỳ Một tứ kiếp trung kỳ Vị tứ kiếp trung kỳ kia còn là một nữ tử Tuy rằng tuổi tác rất lớn Nhưng bộ dạng vẫn còn rất thức tha Nàng nhìn chầm chầm lục ly Trong mắt toàn là vẻ hưng phấn thè lưỡi, nở nụ cười. Tiểu đệ đệ đừng chạy, để tỷ tỷ hảo hảo thương ngươi. Nhìn thấy trong mắt nữ tử trung niên kia lấp lánh quang mang, lục ly có loại cảm giác buồn nôn. Hắn bay ra ngàn dặm, bởi vì cố ý thả chậm tốc độ, nên rất nhanh đã bị đuổi theo. Thân hình nữ tử trung niên như quỷ mị, đạp bộ pháp kỳ dị nhanh chóng đuổi theo, nàng vương một cánh tay ngọc ra, nhẹ nhàng chột về phía lục ly. Đây chính là tứ kiếp trung kỳ, lục ly không dám khinh thường, Thiên Ly Châu lấp lánh quang mang, đầu tiên là một thanh binh khí xuất hiện, tiếp theo Thiên Ly Châu tiếp tục lóe sáng, U Linh Vương và quỷ ảnh đồng thời xuất hiện. Lục Ly lấy ra một thanh binh khí, nữ tử trung niên không có nửa điểm để ý, cho nên khi Thiên Ly Châu lại lóe sáng lần nữa cũng không có quá chú ý, thẳng đến khi U Linh Vương và quỷ ảnh xuất hiện mới khiến nàng hoảng sợ. Ngao U Linh Vương ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hơi thở hung lệ lập tức truyền ra khắp nơi, khiến những võ giả tam kiếp ở nơi xa đều rùng mình. Nữ tử trung niên cũng bị dọa sợ tới mức thân thể mềm nhũng lại, hơi thở của U Linh Vương quá cuồng bạo. Vù Quỷ ảnh vừa ra đã hóa thành một trận âm phong thổi đi, nháy mắt tiến vào trong cơ thể nữ tử trung niên, tiếp theo U Linh Vương chấp động, lợi trảo hung hăng chọc tới nữ tử trung niên. Phanh Yêu hồn trong linh hồn nữ tử trung niên không quá mạnh, bị quỷ ảnh và U Linh Vương liên thủ, trong nháy mắt bị hạ gục thi thể bị xé rách thành hai nửa, không gian giới tự động rơi ra. Lui Ba tên tứ kiếp sơ kỳ bị dọa rồi, rất rõ ràng chiến lực của nữ tử trung niên hơn bọn họ, nàng đều bị đánh chết trong nháy mắt, vậy thì sao ba người bọn họ có thể là đối thủ chứ? Ô ô Quỷ ảnh và U Linh Vương từ trong thi thể bay ra, phân biệt phóng về phía một người, tuy rằng tốc độ ba người bọn họ nhanh, nhưng còn so ra kém U Linh Vương và quỷ ảnh, thoáng cái hai người bị đuổi theo, đã định trước kết cục nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha